Anh em khẩu chiến thì xách hoa quả vào ba. Ôi bị khản cổ ơi. Hôm qua không uống một giọt rượu nào mà hôm nay cổ vẫn khản không hiểu sao. Đéo tin. Chắc tại thức đến sáng với cả tại ốm ấy. Tại mình ốm trước khi mình đi chơi là mình đã ốm rồi. Kể cho mọi người nghe chuyện hôm qua đi chơi nhá. Hôm qua đúng rồi, hôm qua thì mọi người hẹn nhau là 10 giờ tối đúng không? Thế nhưng mà để cho chắc chắn không bị bùng kéo ấy. Bởi vì nếu mà mình tắt stream đi rồi mà mọi người báo là Nắng ơi nay hủy nhá thì mình sẽ kiểu tức vãi cứt luôn, bởi vì là mình sẽ phải off stream, tại vì là mình đã tính là mình có 8 tiếng, còn 8 tiếng stream thì mình chia ra 2 ngày á thì nó đủ rồi. Nếu mà mình tắt stream đi á thì mình vẫn thiếu KPI mà mình vẫn không được đi chơi thì mình sẽ rất là buồn. Thế thì là hôm qua đấy mình cứ phải ngồi chờ để xem là như thế nào, thì khoảng tầm 10 giờ anh thì đấy anh Kiền mới 10 giờ mới bắt đầu đi. Nói chung là hôm qua lằng nhằng lắm. Nói chung là hẹn 10 giờ thì khoảng tầm 11 rưỡi có mặt tất cả mọi người thì mọi người hiểu ấy. Hẹn 10 giờ mà 11 rưỡi tức là mẹ muộn tiếng rưỡi luôn. Mà lúc mình đến nơi á là 11 giờ. 11 giờ mới có một mình Kiền ngồi đấy. Hai cái bếp kiểu như là cái quán lẩu á, là người ta sẽ để sẵn cái bếp ở đấy để chuẩn bị ăn ấy. Nhưng mà chẳng có ai cả, mỗi Kiền ngồi đấy mình đến ủa mọi người đâu hết rồi. Và trong khi cái lúc mình đi thì Kiền bảo là còn mỗi em đấy. Đấy, đến nơi chả có ai cả. Nơi mỗi Kiền ngồi đấy. Lừa rồi. À, dây thun tim á. Tại vì á, bên đấy làm giải. Xong giải xong rồi còn kiểu có anh ở trong team đấy không biết là mọi người hẹn nhau đi ăn, nên là ngồi cố để phỏng vấn này kia mọi người. Thế okay. Xong rồi hẹn 10 giờ thì 11 rưỡi đến. 11 rưỡi đến ăn lẩu á mọi người. Trời ơi. Có những người thì ăn rồi, có những người thì chưa ăn. Và mình là cái đứa hôm qua chưa ăn nên là đói vãi chưởng. Lúc đầu thì mình cũng suy nghĩ là có nên uống rượu hay không ấy. Thật ra thì như mình hay chia sẻ với mọi người là mình đi với ai vui thì mình mới uống. Đúng, đúng. Nhưng tại sao hôm qua mình không uống? Mình không uống không phải là mình không vui. Hôm qua mình vui vãi đái luôn. Nhưng mà bởi vì là mình thấy mình ốm vãi cứt. Mình thấy là mình kiểu ốm triền miên mấy ngày liền. Xong rồi thời tiết Hà Nội rất là khó chịu ấy. Xong mình nghĩ là nếu mà mình uống thêm về có thể là kiểu sức khỏe của mình nó sẽ kém đi. Mình sẽ mệt mỏi, mình sẽ ốm yếu. Xong mấy bữa nữa mình đi chơi, mình đi Sài Gòn các thứ, mình không nhậu được nữa thì quá tội. Thế là mình quyết định là thôi uống nước lọc. Với cả thêm một cái nữa đấy là anh em team Kiền mình ngồi nhiều quá rồi, chứ không phải là lần đầu nữa. Ví dụ như kiểu ai đấy mà ít ngồi cùng ấy mà mình kiểu vui mình sẽ tới đấy luôn. Nhưng mà team Kiền thì vừa ấm nọ gặp xong nay lại gặp nữa. Vừa ấm nọ sinh nhật slide xong rồi ngồi với cả team Kiền xong hôm nay lại gặp nữa. Thì kiểu bây giờ nó bình thường rồi á. Đấy, nó không phải là kiểu lâu lâu mới được gặp nhau lần nữa. Thế là hôm qua mình không uống. À đúng rồi, cái lúc ăn ấy thì còn có một chú bán bò bía đi qua xong rồi mộ hộ bò bía rồi. Lúc sau thì có một bà bán hoa quả đi qua thì thấy thương quá. Tại vì lúc đó là 2 giờ sáng ấy bạn, ngồi tận 2 giờ sáng thấy người ta đi bán hoa quả. Thế là mua ủng hộ, lúc đầu chỉ định mua ít thôi. Nhưng mà người ta dí cho ấy, trời ơi. Mình thì rất là tốt bụng muốn mua hộ. Và xong rồi người ta dí cho một túi nho to bự với cả một túi táo mèo. Lúc đầu cũng chẳng biết người ta bán cái gì, chỉ mua ủng hộ thôi. Thế là dí cho, thế là hết dí như là 150. Nhưng mà Kiền mà cả được 120 hay gì ấy. Tại vì Kiền bảo lấy ít thôi, nhưng mà người ta cứ dí cho. Táo mèo bà mua làm gì, lúc đầu tưởng là mận, trời ơi. Tức là ấy, cái quán lẩu đấy nó có một cái cửa sổ. Thì Kiền ngồi bên cạnh cửa sổ, xong rồi đến mình ngồi bên trong thì mọi người đang ngồi nói chuyện to vãi cứt, không nghe được cái gì cả. Xong rồi mình bảo Kiền mua hoa quả. Kiền ngóc đầu ra, xong rồi Kiền bảo là em ăn cái gì, có nho à, có mận với cả có ổi. Xong mình bảo là thế mua cái gì cũng được. Đấy. Thế là lấy về mới biết là táo mèo chứ đâu phải là mận. Tại vì nhìn nó giống nhau. Táo mèo là cái quả mà táo nó hơi dai, phải không nhỉ? Hình như là táo hơi dai hay sao ấy. Táo thường thì người ta sẽ dùng để ngâm rượu chứ người ta không để ăn. Tại vì nó không ngon như là cái quả táo để ăn chấm muối đâu. Thì đấy, lúc đầu tưởng là mận nhưng mà hóa ra là táo mèo. Thì người ta bán cho một túi táo mèo to vãi cứt, tới cả một túi nho to vãi cứt luôn, cho tím ấy. Thế thôi, lỡ mua ủng hộ thì mua, tại vì mình cũng chẳng mấy khi ra ngoài. Ví dụ mình ra ngoài liên tục mà người ta cứ bán như thế mình cũng chả dám mua đâu. Ví dụ như mình ngồi chặt chanh chặt đá ở ngã tư Sở mà kiểu người ta cứ đi qua đi lại nhiều ấy thì mình cũng không mua đâu, tại vì quá nhiều. Nhưng mà đây là ít khi có dịp. Thế xong rồi là mua xong thì mọi người bàn là đi tăng hai đi đâu. Thì có hai người đi về, tại vì một người là về với người yêu, một người là về có công việc phải về gấp. Thế là bọn mình mới bàn tiếp, thì mọi người vote là vui hay là chill thì sẽ lên hồ để ngồi. Xong rồi là anh em gọi là mua Strongbow hay là mua cái gì bia bọt ra ngồi nói chuyện thôi, ngồi nói chuyện tâm sự thôi, hay là đi ra sổ cây đấy. Còn cái vui thì sẽ là lên bar, lên pub gì gì đấy. Thế xong rồi cuối cùng thì cái lúc mọi người đang vote thì mình đang làm cái mẹ gì mình đéo nghe được. Thế xong rồi mọi người vote tết, thế mọi người đi vote là đi vui, thế là mọi người quyết định là lên bar. Nice. Lúc mà mọi người đi ra để chuẩn bị đặt xe rồi thì mình bảo ô lên đi bar thật à. Xong rồi xong rồi mình bảo là ô nhưng mà em đau đầu lắm, hay là mình ra sổ cây đi. Lúc ấy thì Kiền cũng bảo là anh cũng muốn ra hồ ấy, ra sổ cây. Thế nhưng mà cuối cùng lúc đấy là đặt bàn rồi thì kiểu cũng có người muốn đi ấy, bọn mình kiểu thôi thì đi. Thì cái lúc mà
Thì cái lúc mà đi đi lên bar á, thì kiểu có hai cái xe máy. Anh với anh Ole với cả Ghiền đi xe máy. Thì mình đi với cả Ghiền, xong rồi đến nơi á thì tức là Ghiền xách cho mình một túi nho với cả một túi táo mèo. Thì đi đến nơi á thì Ghiền đưa cho kêu give me. Kêu give me là mày xách cho anh. Xong mình bảo anh bị điên à? Đéo ai lại cầm lại xách hai túi hoa quả vào ba cả. Xong Ghiền bảo không, mang vào đi để đây mất đấy. Xong mình bảo là điên à? Anh treo ở trong xe này, xong rồi anh úp cái mũ lên, đéo ai lấy đâu, người ta đi ba người ta lấy hoa quả làm cái gì? Đúng đúng. Xong rồi Ghiền cứ bảo không, em cứ mày cứ xách vào cho anh. Xong rồi Ghiền cứ bảo cái đoạn đấy một cười đéo chứ không được. Ba lần được cãi nhau ở trước cửa quán ba luôn, đéo hiểu tại sao. Một thằng thì Gimmy nó cứ đứng lên mình với cả Ghiền cứ mỗi đứa một tay kéo Gimmy ra. Mình bảo mày để đây cho chị, mày treo lên xe. Xong rồi Ghiền cứ không, mày cầm vào cho anh. Xong rồi mình bảo anh điên à, đéo ai làm thế, người ta không cho mang họ đồ ăn vào trong quán bar đâu. Xong Ghiền bảo mình mang vào thôi, mình không ăn, mình gọi đồ ăn ở trong đấy mình không ăn là được. Xong mình bảo em bị dở à. Xong rồi Gimmy nó đứng ở giữa rồi bảo là thôi thôi chị không cãi nhau nữa, thì bây giờ là một người bảo để ở đây, một người bảo mang vào, thì em là ở giữa, em quyết định đúng không? Đúng vậy. Xong mình bảo ừ. Xong nó bảo là thôi em mang vào. Xong rồi người đó chịu được. Xong rồi thằng Gimmy nó xách một túi hai tay, một túi nho với cả một túi táo mèo. Xong rồi mình buồn cười quá. Xong rồi nó đi được vài bước, xong nó quay lại nó bảo là nhưng mà nhìn trông em đần lắm. Xong rồi là nhưng mà nhìn trông em đần lắm, chả ai xách thế này vào ba cả. Thế xong rồi mình bảo đấy, em bảo mà đéo hay làm thế cả, hãy treo vào xe, mày quay lên mày treo vào xe. Xong rồi bảo thôi thôi để gửi mọi người gửi chú bảo vệ, để tìm chú bảo vệ xong gửi em đâu. Thế là Ghiền với cả Gimmy mang cái túi nho với cả túi táo mèo đi ra gửi chú bảo vệ trộm hộ mình. Lúc ấy mình không đi cùng nhưng mình cũng không biết là gửi ở chỗ nào hay là như thế nào. Chỉ biết là đến lúc 5 giờ sáng bước ra khỏi quán bar thì Ghiền chạy ra, xong Ghiền bảo mình là Nắng ơi anh xin lỗi nhé, mất nho với cả táo. Cười đó chứ. Ôi thề luôn, 5 giờ sáng kiểu mệt vãi cứt rồi ấy. Xong rồi mệt vãi cứt rồi, xong rồi là Ghiền chạy ra, Nắng ơi anh xin lỗi nhé, mất nho với cả táo rồi, anh sẽ quy ra sao để tặng em. Xong mình buồn cười. Mình bảo thôi thôi buồn cười. Mà tao bèo vào ba khóc gì chú bé đặt đấy. Ừ chứ thế nó mới buồn cười. Em tưởng tượng nói chuyện mệt quá. Kể về nữa. Tức là kiểu lúc bạn hiểu là cái tại hiện đấy nó rất là đông. Thì như ở cái bài tại hiện sao ấy, nó đông lắm, kiểu hay là ở gần tại hiện ấy, nó kiểu nập người ấy, ai cũng trai xinh gái đẹp, người ta xách táo với cái xinh nho của mình làm cái gì, bắt đầu đưa chịu được ấy. Ừ, nói chung là nó buồn cười lắm. Vào đấy mọi người uống với cả chơi thôi chứ cũng chẳng có gì cả. Xong mình gặp được người quen, gặp một cái anh đấy, anh ấy kiểu gọi là cũng biết mình, cũng phải có nói chuyện ấy. Xong rồi là ngồi xem thần số học cho mình các kiểu nữa, buồn cười lắm. Xem thần số học cho chị như thế nào á? Cũng không hẳn là xem thần số học, anh hỏi mình mấy cái linh tinh thôi. Anh bảo mình là năm sau khoảng tầm tháng 6 để ý nhé, có duyên ấy. Nó sẽ rơi vào khoảng ngày 25 tháng 7 à, ngày 27 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6, mình không biết là nói ra là có mất thiêng không. Nhưng mà anh bảo là để ý nhá, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6 có khả năng là có duyên ấy. Đấy, mà kiểu lúc ấy trong cái nhạc to vậy cứ đều nghe được, không nghe được rõ lắm ấy, nhưng mà mình phải hỏi lại chính xác là ngày bao nhiêu, tại vì mình sợ là kiểu mình mệt quá mình quên mất, thì mình phải hỏi lại hai lần liền là ngày bao nhiêu anh. Nhưng mà lúc ấy mình cũng định hỏi lại thêm là thế anh ấy sinh tên gì, sinh năm ở đâu, mình định trêu thế, nhưng mà mình sợ mình vô duyên nên mình cũng không hỏi. Mình sợ người ta đấm vỡ mồm mình, tại vì mình hay trêu như thế, nhưng mà mình không trêu, mình chỉ hỏi lại là ngày bao nhiêu. Anh bảo là ngày từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6. Ví dụ mà có ai đấy á, mà ví dụ như bình thường em cần 10 điểm á, thì người ta 7 điểm thôi thì cũng được nhá. Được đấy. Thế xong mình kiểu ôi, xong mình hỏi lại là thế năm nay không có duyên à anh? Không. Không. Xong mình lại ế à? Lại ế à anh? Xong rồi anh bảo là chắc thì anh có biết nữa, anh cảm nhận được cái đấy, anh cảm nhận được là duyên của em là tầm tháng 6 năm sau. Xong mình bảo trời ơi, ế lâu thế. Xong rồi anh ấy còn bảo mình là em sinh ngày bao nhiêu ấy, xong anh ấy lên một cái app. Anh ấy tra cho mình ngày, xong rồi anh bảo là cái con số của em trùng với cả số của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ấy, chủ tịch Vingroup ấy. Xong mình quay. Nhưng mà nhiều người không có số đấy đúng không anh? Ừ. Thế mẹ chuyện. Không có thế. Thì mình cũng không biết là do anh ấy uống nhiều hay gì nữa, nhưng mà anh ấy xem thật số học các thứ cho mình. Xong rồi anh đấy kiểu giải quyết khúc mắc của mình với cả chuyện người yêu cũ các kiểu. Thì ra không biết anh ấy uống nhiều hay sao. Anh ấy kiểu bảo mình là đôi khi có những cái mối quan hệ em thề luôn, nó cứ nhạc to lắm cho nghe được cái gì. Anh bảo là mối quan hệ nào cũng có điểm mù cả. Xong mình gọi điểm mù là sao ấy? Tức là ấy, nhiều khi em cảm thấy bình thường nhưng mà người ta không cảm thấy bình thường, hay người ta cảm thấy bình thường nhưng em không cảm thấy bình thường đấy.
nhiều lúc thì em cảm thấy là em không còn vấn đề gì, em dứt khoát rồi, nhưng người ta thì không, cứ thường xong ngồi nói nhiều ấy. Về đi ba ngồi tâm sự mọi người. Nói chung là tại vì anh ấy hỏi mình về mấy cái chuyện này của mình, thì anh ấy cũng biết người yêu cũ của mình, thế nên là anh ấy kiểu hỏi mình là cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình các thứ, thì mình cũng bảo anh ấy là em chả có, em chả cảm thấy gì cả, em cảm thấy bình thường, em cảm thấy nó không như thế. Thì anh bảo là không, nhiều lúc thì em nhiều lúc thì em cảm thấy thế thôi, nhưng mà thực ra nó không phải như vậy, mọi người không cảm thấy như thế, chỉ có mình em cảm thấy như thế thôi. Xong mình cảm thấy nghi ngờ vãi, tại vì mình là một cái đứa mà tự tin vào cái suy nghĩ của mình vãi, tự tin vào cảm xúc của mình vãi, cái gì mà mình nghĩ là đúng là nó đúng, nhưng mà mọi người cứ phủ định, mọi người cứ bảo là mình đeo đúng, mọi người cứ bảo là em có vấn đề. Mọi người kiểu tại vì sao có đây nhiều người nói mình như thế rồi, nên là mình kiểu suy nghĩ vãi tức luôn. Tức là từ trước đến giờ bất kỳ một mối quan hệ nào của mình á, mình nghĩ người ta không chân thành, mình nghĩ người ta không thực sự tốt với mình, mình nghĩ người ta không có này kia đấy, mình nghĩ là kiểu mối quan hệ để có vấn đề thì mình tin là có vấn đề vãi cứt luôn đấy. Tức là mình nói chung là mình hơi ngang ngược, với cả mình hơi kiểu mình hơi phát xít, mình hơi kiểu không hay sao, tức là mình tin vào cái suy nghĩ của mình ấy, xong rồi tất cả mọi người bảo là mình có vấn đề nhưng mà mình đều tin. Mình vẫn nghĩ là mọi người có vấn đề á đấy, nhưng mà mình thấy mình ấy lâu quá, khả năng là có thể là mình có vấn đề thật. Cái gì đấy? Ủa, cái gì á? Cái gì mận cái nho bây giờ vẫn còn mận ấy hả? Ây à, anh Kiền hình như là kiểu vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao? Anh ấy đến là tắm mèo rồi, đâu phải mận đâu. Mọi người ơi, cười ỉa luôn. Anh Cường ơi, vừa nãy em kể cho mọi người nghe chuyện quả mận của nho ấy. Nhưng mà nó không phải là mận, nó là tấm mèo mà. Chứng tỏ qua Kiền uống nhiều quá đéo nhớ gì rồi, bây giờ vẫn còn mận với cả nho. Cười. Ê, nói cái câu mận nho để chứng tỏ là bê quá không nhớ cái gì đấy. Ủa là tấm mèo hả, anh tưởng quả mận. Anh còn ăn quả đấy luôn ý. Sau rồi kiểu Kiền uống nhiều quá hay sao ấy, kiểu mất ý thức ấy. Cái lúc mà anh xách quả đấy vào, em bảo là đây là quả táo mèo, xong anh còn bảo là quả này để ngâm rượu hay cái gì ấy. Xong rồi anh còn bóc một quả, anh đút vào mồm anh ăn. Xong rồi anh còn xách cái túi đấy đi từ quán ăn ra quán bar, mà anh vẫn còn bảo đấy là quả quả mận. Nếu hiểu sao, kiểu Kiền uống nhiều quá, qua Kiền mê quá đấy, nhớ gì rồi. Trời ơi, chết mất tôi. Vậy là đi cùng anh em ấy, đi mình ấy, đi ít người nó lừa cho lúc nào không biết. Khi bạn mua đồ đắt phải nói dối phụ huynh. Chiều nay mình sang nhà bà, hôm nay mình cũng không có việc gì gấp. Bây giờ mình nhớ bà ngoại quá, thế là mình sang. Nghe cái ăn chạy nhanh như rỉa, điên đã, lúc ấy vẫn còn no luôn, tối qua đi ăn vẫn còn no, có đói đâu. Mình sang mình còn ăn được có mấy miếng, rồi mình bảo con no lắm, con đi ăn đến tận 5 giờ sáng con mới về. Giờ con vẫn còn no. Đấy thì ăn được mấy miếng bún thôi, xong rồi ngồi nói chuyện với cả bà, ngồi chơi với cả bà. Xong rồi kiểu nhà gì mình thì mới mua cái bộ bàn ghế á. Thì mình mới kiểu bộ bàn ghế mà kiểu các bạn biết là bộ bàn ghế ăn ấy. Thì mình ngồi ghế đấy êm quá, xong mình mới hỏi dì mình, mình bảo là dì ơi, cái ghế này, cái chân ghế nó nhỏ xíu mà ngồi chắc chắn nhỉ. Dì mình bảo là ừ, 1.8 triệu một cái ghế đấy đấy. Bà mình quay mắt ra bà mình bảo là sao mày bảo là cả bộ này 5 triệu. Xong dì mình bảo là à con mặc cả. Các bạn biết là kiểu thường các bà các mẹ sẽ tiết tiền không. Thì cái gì mình mua cái bộ bàn ghế đấy á, là có khoảng tầm hình như là 8 cái ghế hay sao ấy. 8 cái ghế mà mỗi cái ghế là 1.8 triệu, chưa tính tiền bàn. Thì cộng vào chắc chắn là nó phải khoảng tầm 10 mấy triệu rồi. Đấy, xong rồi gì mình kiểu để cho bà ngoại đỡ tích tiền, gì mình bảo là mua có 5 triệu một cái bộ đấy thôi. Xong rồi mình hỏi ghế thì gì mình bảo 1.8 triệu một cái ghế. Xong bà mình bảo là thế sao mày bảo 5 triệu? Thế thì 1.8 triệu một cái thì 10 mấy triệu cái bộ này à? Xong rồi gì mà không, đấy là giá nó ghi ở đấy thôi chứ con mặc cả. Xong rồi gì mình nhanh nháy mình nhìn nhé mình không, mình cười. Xong mình bảo à vâng, chắc người ta để giá đấy đấy, người ta để giá đấy thôi chứ không phải vậy đâu. Xong rồi gì mình bảo là mua khuyến mại đấy, giá người ta để là như thế chứ nó cứ nói thế chứ, có mấy trăm nghìn một cái thôi chứ 800 nghìn con cũng không mua. Buồn cười ấy chứ, ai đi kể giá thật đó, gì khét đấy á. Ồ, tại vì là nhà mình là toàn điêu thôi, toàn nói như thế để cho bà đỡ tiết tiền thôi. Xong rồi đến lúc ngồi một lúc thì gì mình hỏi cái chuyện miếng răng của mình ấy. Xong rồi bà mình hỏi là thích con Huyền niềng răng hết bao nhiêu. Xong rồi mình đang thật thà, mình thì thật thà lắm, ai hỏi nhiều mình nói đấy. Mình đang định bảo là con niềng hết 65 triệu ấy. Xong thấy gì mình gì mình nháy nháy, xong gì mình bảo là rẻ mà, nó hết có 10 mấy 20 triệu thế thôi. Xong mình cũng cười cười. Tại vì là gì mình hiểu tính bà mình quá rồi ấy. Kiểu lúc nào cũng tiết kiệm ấy. Nếu mà kiểu mua tốn kém quá, cái gì tốn kém quá, đắt đỏ quá là bà lại kêu ấy. Đấy, mà ở quê thì mọi thứ nó sẽ rẻ hơn, ở đây thì mọi thứ đắt hơn. Giờ bảo con niếng hết 65 triệu bà lại kêu là đẹp rồi nhường làm gì tốn tiền đúng không. Đấy, thế là điều giống ai á, ơ kìa.
chắc mỗi cái bàn 5 triệu á. Chắc mỗi cái bàn 5 triệu, chắc thế, chắc cái bàn không 5 triệu. Cái ghế là triệu 8 rồi. Dã man. Đấy, cái gì mình cứ nháy nháy. Nói chung là trước cái giờ mua cái gì về là cũng phải nói phép giảm giá đi để cho bà đỡ sốt ruột. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo.